Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 4, trang 13 trong sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng, lại phân tích thì ta thu được A. Toàn quả vàng, B. Toàn quả đỏ, C. Tỷ lệ một quả đỏ, một quả vàng, D. Tỷ lệ 3 quả đỏ, một quả vàng. Hãy lựa chọn ý trả lời đúng. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy xem lại mục ba la mã lai phân tích trang 11 sách giáo khoa sinh học 9. Như các em đã biết, phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen là đồng hợp trội. Còn kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen là dị hợp. Như vậy, dựa vào những kiến thức trên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Đáp án đúng là đáp án B, toàn quả đỏ. Giải thích như sau. Ta quy ước gen A quy định quả đỏ, gen A nhỏ quy định quả vàng. Theo đề, cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích, nên cây cà chua quả đỏ sẽ có kiểu gen là A lớn A lớn. Ta có sơ đồ lai như sau. A lớn quả đỏ lai với A nhỏ quả vàng. GP cho ra giao tử là A lớn và A nhỏ. F1 thu được 100% kiểu hình quả đỏ A lớn A nhỏ. Như vậy, cô đã cùng các em trả lời xong câu hỏi số 4, trang 13, sách giáo khoa sinh học 9.